Một gara ô tô bốc cháy trong đêm thiêu rụi 3 xe ô tô. Gara ô tô bất ngờ bùng cháy dữ dội đã thiêu rụi 3 xe ô tô và khiến 2 xe khác bị hư hỏng. Khoảng 19 giờ 35 ngày 5 tháng 1, tại thành phố Pleiku, Gia Lai, đã xảy ra một vụ cháy lớn tại gara Hoàng Auto, số 386, đường Cách Mạng Tháng 8, thiêu rụi 3 xe ô tô và 2 xe ô tô khác bị hư hỏng nhẹ. Thông tin ban đầu, thời điểm trên, ngọn lửa được phát hiện cháy từ trong gara, sau đó bùng cháy dữ dội. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động 4 xe chữa cháy và gần 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dập lửa. Đến 20 giờ 20, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm 3 xe ô tô đang sửa chữa cháy rụi và 2 xe ô tô khác hư hỏng nhẹ. Nguyên nhân vụ cháy đang được đơn vị chức năng điều tra làm rõ.